Tức là mình thắt cái lỗ người ta đi đầu. Cái lúc mình mất cắt tóc thì tập cắt rất là lâu, vòng 5 đến 10 năm rồi. 10 năm trước thì ông nghĩ ra bản luyện vòng 5 năm để có thể cảm nhận nhịp đập hơi thở của sợi tóc. Phải thả hồn vào cái kiểu tóc mà mình được mất thì nó sẽ hoàn hảo. Và theo một cái luyện tập theo kỹ năng vòng 10 năm để cắt nhanh, mình cũng phải đều từng lớp với nhau. Nó phải liên kết được với từng tép tóc thì nó ra một tóc hoàn hảo. Gracias.